Chào máy ảnh cũ Hà Nội à, em là học sinh, muốn mua một máy ảnh khoảng 5 đến 6 triệu, cho em hỏi full frame và crop chụp thiếu sáng có chênh lệch quá nhiều không ạ? Nếu có hình minh họa thì tốt ạ. Bạn hỏi một cái chủ đề rất là hay, rất nhiều anh em mới chơi có thể đang thắc mắc vấn đề là vì sao thường anh em người ta nói là máy full frame chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn máy crop. Thì mình sẽ giải thích như này để bạn hiểu dễ hiểu nhé. Đầu tiên thì cái khung hình của máy crop ấy thì nó sẽ là khung hình của full frame nó thu nhỏ lại. Nếu như mà anh em lấy cái khung hình của máy full frame làm chuẩn ấy thì sẽ nhận thấy là cái khung hình của máy crop nó sẽ như kiểu như anh em đang xén nhỏ lại cái khung hình full frame với cái tỷ lệ là 1,5 lần. Nó sẽ dễ hình dung hơn ấy, thì sẽ như kiểu như anh em lấy cái bức ảnh chụp bằng máy full frame xong mình đem lên trên những cái phần mềm như kiểu là Photoshop hay là Lightroom ấy, mình dùng cái công cụ crop tool ấy xong mình crop lại với tỷ lệ 1,5 lần. Thì với cái việc mà cái khung hình nó bé lại như vậy với cái tỷ lệ 1,5 lần như vậy ấy, thì những cái sự vật, những cái vật thể, những cái yếu tố trong khung hình cũng sẽ tương đương như vậy, nó sẽ được phóng to ra với cái tỷ lệ 1,5 lần. Thì kể cả là những vật thể này, chủ thể này hay là thậm chí những cái những kiểu là nhiễu noi, sạn noi thứ ấy thì cũng sẽ theo tỷ lệ đấy nó to hơn. Thì những cái noi ISO cao, khi mà anh em chủ ở mức ISO cao để chụp thiếu sáng ấy thì ở trên cái dòng máy crop thì nó sẽ có kích thước nó to hơn so với máy full frame với cái tỷ lệ 1,5 lần. Thì khi mà mình nhìn vào cái bức ảnh của được chụp bằng máy crop mà ở mức ISO cao sẽ có cảm giác là cái noi nhiều hơn, nó rõ ràng hơn, cái noi nhiễu ở ISO cao cảm giác nó nhiều hơn so với máy full frame. Thì cũng có một cái điều nữa cũng rất thú vị, thì có thể anh em để ý này là cái cảm biến crop ấy nó có diện tích nó bé hơn so với cảm biến full frame. Thế nhưng mà cái số chấm ấy, cái megapixel thì nhiều khi trên máy crop là nó vẫn tương đương so với máy full frame, thậm chí còn nhiều hơn. Thì lấy một ví dụ như là ở trên con máy cảm biến crop nhờ cái độ phân giải là 24 megapixel ấy, thì với tự so sánh với cả một con máy full frame cũng có cái độ phân giải là 24 megapixel, thì ở trong cái cảm biến crop ấy thì cái điểm ảnh nó sẽ được xếp là nó khít với nhau hơn, nó gọi là cái mật độ điểm ảnh nó dày đặc hơn. Thì với cái việc mà mật độ điểm ảnh nó dày hơn như thế này thì nếu như anh em mà tăng ISO lên cao thì giữa từng những cái điểm ảnh đấy, từng cái pixel đấy thì cái lượng điện năng nó nạp vào nó nhiều hơn này, nó sẽ tỏa ra nhiều nhiệt năng hơn, và nhiều những cái điểm ảnh đấy nó nằm gần nhau, nó đều tỏa ra cái nhiệt năng như vậy, nó sẽ dẫn đến hiện tượng nó sẽ tạo ra những cái nhiễu tín hiệu. Thì chính cái việc mà cái nhiễu tín hiệu này nó cái điểm ảnh nó nằm gần nhau này, nhiều những cái nhiễu tín hiệu này nó tạo ra, nó sẽ cộng hưởng lại và sẽ làm cho việc cái ảnh mình nó sẽ bị xuất hiện nhiều cái nhiễu noi, nhiều cái sạn, những cái chấm xanh chấm đỏ thôi ấy, và làm cho cái bức ảnh của mình nó bị bệt, nó không được cái thể hiện nó chi tiết nó tốt như là so sánh với cái dòng máy full frame. Thì nếu như anh em có thể mình vẫn chưa hình dung được là cái khác biệt giữa chất lượng của máy ảnh crop và máy ảnh full frame khi mà chụp thiếu sáng ở mức ISO cao như nào ấy, thì mình sẽ để ở đây hai bức ảnh để bảo bạn editor là sẽ để hai bức ảnh nó bên cạnh nhau để các anh em có thể mình so sánh. Một bức ảnh sẽ là một bức ảnh được chụp bằng máy crop ở mức ISO rất là cao và tương đương một bức ảnh được chụp bằng máy full frame. Thì anh em nhìn sẽ dễ hình dung hơn là vì sao là các dòng máy full frame thường được nhiều những nhiếp ảnh gia người ta sử dụng trong cái điều kiện thiếu sáng nhiều hơn, hoặc là chụp những cái mục tiêu, những cái thể loại trong điều kiện thiếu sáng thì nhiều người ta thường hay chọn dòng máy full frame hơn là máy crop.